What's up? Chào năm trăm anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng đưa đến cho anh em một cái sản phẩm cực kỳ là ngon và nó xứng đáng là một trong những sản phẩm ngon, bổ, rẻ nhất từ trước đến giờ mà mình từng review. Và đó là một chiếc bàn phím cơ. Đây, đó, nhìn cái hộp rất hoành tráng đúng không? Không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ cùng đi xem thử con bàn phím này có cái gì mà mình có thể nói là nó ngon, bổ và rẻ như vậy. Ok, let's go. Rồi về cái cách đóng hộp thì nó khá là màu mè và rất là to. Mặc dù đây là con này là dùng phiên bản TKL, nhưng mà các bạn nhìn thấy đấy, cái hộp nó cực kỳ to, rất là dày. Vì cái bàn phím này đây là bàn phím của quốc tế cho nên là nó sẽ được dịch ra rất là nhiều thứ tiếng. Nhìn sơ qua cái vỏ hộp thì các bạn nhìn đây, đó chính là cái này là cái nổi bật nhất của con bàn phím, sử dụng Cherry MX luôn nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cùng mở hộp luôn. Ở bên trong thì chúng ta sẽ thấy được là chiếc bàn phím nằm ở giữa và nó sẽ có hai cái đệm mút rất là dày nằm ở hai bên. Ở trên này thì chúng ta sẽ có một cái ngăn nữa. Và cái ngăn này nó sẽ đựng các cái phụ kiện của con bàn phím này. Đây, chúng ta sẽ có một cái dây cáp rời. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có một cái bịch đi cáp phụ để mà thay thế. Rồi, lấy chiếc bàn phím lên nha. Chưa hết đâu nha các bạn. Con bàn phím này nó đi kèm rất là nhiều phụ kiện đấy. Cái đệm hút của nó dày kinh khủng khiếp. Rồi, đây là chính là chiếc bàn phím của chúng ta. Ở phía dưới chiếc bàn phím thì chúng ta còn được tặng kèm thêm một cái kề tay xịn sò này nữa. Chưa hết nhé, ở trong này chúng ta còn có thêm một cái phụ kiện khá là hay. Đó là một cái chổi. Lần đầu tiên mình thấy cái bàn phím là mình tặng cái chổi xịn sò như thế này. Rồi, chúng ta đã hết rồi đó. Ở đây còn có một cái cuốn hướng dẫn sử dụng nữa, khá là dày và được in màu luôn nhé. Ok, vậy là chúng ta sẽ có tất cả những thứ này nằm ở phía bên trong cái bàn phím. Sẽ có chiếc bàn phím này, có dây cáp rời này, có cái tay, có chổi vệ sinh và có một đống cái nút để mà thay thế phụ kiện nữa. Các bạn nhìn xem, đây là những thứ ở trong chiếc hộp của con bàn phím Insight G55 RGB này. Chưa nói về chiếc bàn phím thôi, những cái phụ kiện này mình thấy nó cũng đã rất là nhiều và cao cấp rồi. Như các bạn thấy đấy thì cái form này là cái form TKL khá là chuẩn. Tuy nhiên thì cái này nó sẽ có biến tấu đi một chút về những cái góc cạnh thì nó sẽ nhìn cứng cáp hơn, gồ ghề hơn. Nhìn nó rất chỉ là hầm hố. Đấy. Và cái xung quanh viền của nó sẽ không phải bọc cái nhựa mà nhựa nhám như những con bàn phím bình thường. Nó bọc giống như một lớp nỉ. Nó khá là mềm. Mình thì mình không có thích cái lớp nỉ này lắm tại vì nó sẽ dễ bám bẩn rất là nhiều so với lại những cái dòng nhựa nhám cứng khác. Về cái key cap của nó thì cũng là key cap ABS, tuy nhiên thì nó không phải là key cap double shot mà nó chỉ dạng key cap kiểu phủ một lớp nhựa nhám ở bên ngoài thôi, chứ không phải là dạng double shot những cái thằng key cap khác. Vì là sử dụng form TKL chuẩn nên các bạn có thể thay thế key cap một cách rất là dễ dàng. Và key cap này cũng hỗ trợ xuyên LED nhé. Ở phía mặt sau thì chúng ta sẽ có hai cái lẫy nâng hạ độ cao của phím lên đây. Và chúng ta sẽ có những cái tấm mút cao su rất là dày để mà cố định bàn phím. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ thấy có 3 đường đi dây giúp cho chúng ta có thể đi dây một cách dễ dàng và làm cho cái bàn của chúng ta gọn hơn rất là nhiều. Và như các bạn đã thấy thì con này đang sử dụng đó là một cái dạng cáp rời. Tuy nhiên thì cái đầu dây kết nối của nó sẽ là đầu mini HDMI. Đây là một cái đầu chuẩn khá là khó tìm dây cáp. Nếu mà các bạn mua thì nó cũng sẽ ít nơi bán hơn là những cái chuẩn Type-C cũng như là chuẩn micro USB. Tuy nhiên chúng ta sử dụng cái dây cáp đi kèm cùng với lại trong hộp của phím là ok rồi. Về cái hình dáng bên ngoài thì chúng ta không có nhiều thứ nổi bật để mà nói. Tiếp theo chúng ta sẽ đi sang cái phần phụ kiện của em này. Đó, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái dây cáp bọc dù rất là cứng và chắc chắn. Đầu USB mạ vàng, cả đầu cổng mini HDMI cũng mạ vàng luôn. Đó. Và chúng ta sẽ có một cái dây cuốn giúp cho cái dây này nó gọn hơn. Ngoài ra thì chúng ta còn được tặng kèm một cái kề tay. Và cái tay này nó làm được bằng foam, tức là cái kiểu mà bằng cao su nhân tạo ấy. Đấy. Thì cái kề tay này cực kỳ mềm
Và với những cái bàn phím mà có cái độ cao khá là cao và dày như những con này thì một cái kia tay là cực kỳ cần thiết. Đây là một cái cách mà chăm sóc khách hàng rất là tốt của con bàn phím. Đấy. Khi mà mình để tay lên thì nó là cực kỳ thoải mái luôn. Ngoài ra thì mình sẽ còn được tặng thêm một bộ keycap. Bộ keycap này khá là hay. Nó sẽ được làm hai lớp. Ở phía trên nó sẽ làm theo kiểu giả kim loại, nhìn khá là giống với những cái keycap Corsair đó, cũng double shot và có xuyên led luôn nhé. Và chúng ta sẽ có tất cả là 8 nút A, S, D, F và Q, W, R. Khi mà lắp vào thì nhìn nó cũng khá là hầm hố đấy. Và chúng ta sẽ có thêm một cái nhũ keycap khá là nhỏ nhắn ở đây nữa. Rồi chúng ta sẽ có một cái phụ kiện khá là hay và đặc biệt, đó là một cái chổi rất là to. Cái chổi này thì chúng ta sẽ dùng để quét những cái bụi mà bám trên bàn phím. Tốt nhất là chúng ta nên vệ sinh khoảng 1 tuần một lần. Tại vì nếu mà để bụi bám lâu thì nó sẽ khất khó là kỳ ra. Đây là một cái phụ kiện khá là cần thiết. Và cái hot nhất của em này đó là đến từ cái switch. Switch của em này đang sử dụng đó là switch của Cherry MX Blue. Đây. Đó, như các bạn thấy thì đây là switch Cherry MX và thể loại RGB nhé. Vì RGB thì lúc này cái phần đế của nó sẽ là trong suốt. Như vậy sẽ giúp cho cái led nó xuyên qua đẹp hơn. Và về cái switch Cherry MX thì chắc mình không cần phải nói nhiều nữa rồi. Đây là một cái switch rất là nổi tiếng và đến từ Đức, một trong những hãng switch lâu đời nhất từ trước đến nay. Tí nữa mình sẽ cùng gõ cái bàn phím này cho các bạn xem được cái Cherry MX thì nó có gì khác bọt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái hệ thống đèn led của em này. Thêm một cái lưu ý nhỏ nữa là khi mà mình sử dụng cái bàn phím này mà các bạn cắm dây cáp thì phải cắm lút cán như thế này nhé, thì nó mới nhận bàn phím, tại vì cái dây cáp nó khá là khít và cũng như là rất là cứng, cho nên là nếu như các bạn cắm mà còn thừa ra thì nó sẽ không có nhận. Ok, quay lại chiếc bàn phím thì các bạn nhìn đây. Đây là hệ thống đèn led RGB của em này, khá là mượt mà. Và để chuyển đổi các cái chế độ đèn led của em này thì cũng khá là phức tạp. Nếu mà chúng ta muốn chuyển hệ thống đèn led thì chúng ta phải vào trong phần mềm. Nó sẽ có từ F1, F3, F4, F5 đó, để chúng ta có thể tùy chỉnh. Và mỗi cái này thì chúng ta có thể gán được nhiều chế độ đèn led khác nhau đó. Nói chung về chế độ đèn led của em này thì rất là nhiều, chúng ta có thể tùy chỉnh ở trên phần mềm nhé. Để tăng độ giảm độ sáng thì chúng ta ấn FN cũng lên hoặc là xuống để mà tăng giảm độ sáng. Để chuyển đổi các chế độ led thì chúng ta ấn FN cũng qua trái hoặc qua phải thôi. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể chuyển đổi giữa chế độ NK tức là nhận toàn bộ phím một lúc, hoặc là chế độ Shift K tức là nó sẽ nhận 6 phím một lúc mà thôi. Vì nó đang sử dụng nó là switch Cherry MX RGB cho nên là các bạn có thể thấy là cái đèn led của nó có thể tỏa ra cả phía dưới chân nữa. Do cái tấm nền của nó sẽ là tấm nền màu trắng, nó sẽ tỏa đều cái led ở dưới chân, nó sẽ giúp cho bàn phím của chúng ta nhìn có vẻ mượt mà hơn rất là nhiều. Ok, chúng ta sẽ sang cái phần hiệu năng gõ của em này để mình cùng gõ cho các bạn nghe nhé. À, như vậy là mình đã đưa cái mic này về phía gần chiếc bàn phím hơn. Vì em này đang sử dụng đó là Blue Switch cho nên chắc chắn cái tiếng của nó sẽ kêu khá là to. À, mình sẽ để cái kê tay này lên gõ cho thoải mái. Rồi, các bạn có thấy cái sự khác bọt không ạ? Đấy, đến là những cái thanh dài này. Nó cực kỳ chắc chắn luôn. Và khi mình gõ thì nó không hề có cảm giác lọc sọc hay là lung lay nhé. Những nút Shift hay là những nút Enter như này thì nó cực kỳ chắc. Tiếng của nó tuy là blue nhưng kêu không hề chói tai. Đó là một trong những cái đặc điểm của thằng Cherry MX. Và giúp cho cái switch của nó luôn luôn ngon hơn những cái switch clone khác. Tuy nhiên em này vẫn có một cái nhược điểm, đó là những cái nút dài này. Thì nó sử dụng một cái loại strap khá là độc. Cái strap này mình vẫn có thể thay thế được keycap, nhưng mà phải khéo một chút, tại vì rất là khó mà đưa được cái chân của hai bên thanh strap này vào đúng cái vị trí đấy. Nhưng mà các bạn vẫn có thể hoàn toàn có thể thay được một toàn bộ cái keycap của con này nhé, các bạn yên tâm.
Ok, như vậy là mình đã vừa mới review sơ qua cho anh em một con bàn phím cơ Insit G55RGB. Đây là một trong những con bàn phím cơ sử dụng Cherry Mid Blue. Thì giá của em này chỉ dưới 1 triệu thôi. Các bạn không nghe nhầm đâu, dưới 1 triệu thôi đó. Nếu như mà các bạn mua một con bàn phím cơ mà có đầy đủ các cái thông tin ví dụ như sRGB, sử dụng Cherry Mid và tặng kèm đủ thứ như thế này thì chắc chắn là giá của nó không bao giờ dưới 1 triệu rưỡi nhé. Các bạn không tin các bạn có thể tìm thử trên Google đi. Không bao giờ dưới 1 triệu rưỡi luôn. Vậy mà con này chỉ có dưới 1 triệu. Quả thật là rất là ngon. Tuy nhiên thì nó chỉ có giới hạn một vài chiếc thôi chứ không phải là nhiều. Nếu như các bạn muốn đặt chiếc bàn phím này thì hãy nhanh tay click vào link ở phía dưới phần mô tả nhé. Và tất nhiên đối với những bạn mà có theo dõi kênh Boss Gear thì mình sẽ tặng thêm cho các bạn một cái mã giảm giá ở trên Shopee nữa. Ở đây đó thì các bạn có thể nhập cái mã giảm giá này vào để mà được giảm thêm 30.000 nữa cho cái bàn phím này, rất là ngon đúng không? Và các bạn lưu ý là số lượng nó có hạn thôi, nếu các bạn nhanh tay thì còn, hết thì mình cũng xin chịu và nó sẽ không có đợt tiếp theo đâu. Rồi các bạn nghĩ sao về chiếc bàn phím này, có xứng đáng trong tầm giá tiền không? Với mình thì nó quả thực là một món hời không thể tưởng tượng được. Còn nếu như các bạn có ý kiến gì khác thì hãy comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye!